Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, cơn bão số 6 cấp bão mạnh năm nay đổ bộ vào bờ biển Đài Sơn, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 17 giờ ngày hôm kia và ngừng cấp số vào khoảng Tây lúc 20 giờ cùng ngày. Bão số 6 là cơn bão thứ 2 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, đồng thời cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi bão số 2, từ sáng ngày hôm kia đến ngày hôm nay, lượng mưa tích lũy ở Trung và Tây Quảng Đông, trung tâm Quảng Tây, Bắc đảo Hải Nam, Đông Nam Quý Châu và Đông Nam Giang Tô, Đông Nam An Huy, Bắc và Đông Chiết Giang và Đông Bắc Phúc Kiến thấp hơn một chút, từ 150 đến 330 mm. Mao Minh, Dương Giang, Vân Phủ, Giang Môn, Thâm Quyến, Huệ Châu và các nơi khác ở Quảng Đông từ 300 đến 478 mm. Lượng mưa hàng giờ tối đa ở miền Trung và miền Tây Quảng Đông và Đông Nam Quảng Tây là 30 đến 60 mm, cục bộ 70 đến 95 mm. Theo thống kê, mưa bão đã ảnh hưởng đến 4,713 triệu người tại 186 quận huyện trong tỉnh, khu tự trị như Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và Vân Nam. 16 người chết và 1,529 triệu người phải di dời khẩn cấp. 98.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 3.400 ngôi nhà bị sập và 11.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 341.400 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 162.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 14,23 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Quảng Đông và Quảng Tây bị ảnh hưởng nặng nề. Thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt. Ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để ứng phó với lũ lụt trong bối cảnh những trận mưa lớn dự kiến sẽ trút xuống các khu vực miền Nam nước này. Mưa lớn được dự báo sẽ xuất hiện ở các khu vực như Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây từ hôm nay đến ngày kia với dông bão và gió giật ở một số nơi. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, một số địa phương ở Tây Tạng và Vân Nam cũng đang chuẩn bị phương án ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2 đổ vào vịnh Bengal. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã cử hai đoàn công tác tới hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng, ứng phó với thời tiết cực đoan. Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia và các bộ ngành liên quan khác đã họp bàn và quyết định nỗ lực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tăng cường tuần tra những khu vực nguy cơ cao như công trường xây dựng và các hồ chứa. Các cơ quan trên kêu gọi nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ tán người dân và đảm bảo an toàn cho những người tham gia công tác cứu hộ. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp ứng phó cao nhất, lũ lụt và gió, mưa đá ở Tây Bắc Trung Quốc. Từ 5 ngày qua, các khu vực phía Tây Bắc có mưa to hoặc mưa dông rải rác, trong đó từ 18 giờ đến 24 giờ tối hôm thứ Năm, khu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ ở tỉnh Cam Túc bị mưa lớn. Huyện tự trị Đông Hương có lượng mưa tối đa 154 mm trong 6 giờ, thị trấn Đại Ban, thị trấn Quốc Viên và thị trấn Phong Sơn có lượng mưa tối đa từ 50 đến 90 mm trong 6 giờ, gây ra trận lũ lụt trên núi. Theo thống kê, thiên tai đã khiến 510.000 người ở 53 quận huyện trong 18 thành phố và quận tự trị ở 4 tỉnh và khu tự trị của Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, hơn 3.700 người cần được hỗ trợ tính mạng khẩn cấp. Hơn 4.000 ngôi nhà bị sập và 29.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 34.400 cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 62.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,81 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Cam Túc chịu thảm họa nặng nề nhất. Mưa lũ dữ dội ở Nội Mông. Từ 5 ngày qua, nhiều nơi ở khu tự trị Nội Mông có mưa to, gió lớn. Trong số đó, từ 23 giờ ngày thứ Năm đến 11 giờ ngày thứ Sáu, 103 quận trong khu vực có mưa và 8 trạm ở 3 quận có mưa lớn với lượng mưa từ 104,3 đến 165 mm. Lượng mưa lớn nhất xảy ra tại Dương Liễu Thất Bộ, huyện Cổ Dương, thành phố Bao Đầu, đạt 165 mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn cục bộ, nhiều con sông ở thành phố Bayanawar, thành phố Bao Đầu và thành phố Hồi Hột đã trải qua lũ lụt tương đối lớn, phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng.
Theo thống kê, mưa lũ ảnh hưởng đến 770.000 người ở 40 quận và 10 thành phố bao gồm Baia Nauer, Bao Đầu và Ordos. 23 người chết, 1 người mất tích, 103.000 người phải di rời khẩn cấp và hơn 5.400 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế. Gần 4.900 ngôi nhà bị sập, 24.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 318,6 nghìn hectare, trong đó mất trắng là 90,7 nghìn hectare. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,98 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt tại thành phố Hanmi, Tân Cương từ 6 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày hôm kia tại thị trấn Tần Thành, huyện Nghi Châu, thành phố Hanmi, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương có mưa lớn bất ngờ, trong đó xảy ra mưa lớn cục bộ và lũ lụt cục bộ tại Xiaobao, khu vực thị trấn Tần Thành. Lượng mưa tối đa trong 1 giờ đạt 110mm, lưu lượng đỉnh lũ tối đa đạt 731m3 mỗi giây, kỷ lục cao nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn. Lượng mưa quy mô lớn xảy ra ở huyện Nghĩa Ô cùng một lúc. Thời gian qua, lưu lượng đỉnh lũ tối đa của sông Nghĩa Ô đạt 170m3 mỗi giây và tốc độ dòng chảy tức thời ở khu vực Hạ Mã Lai thuộc lưu vực sông Nghĩa Ô lớn nhất từng được ghi nhận trong hồ sơ thủy văn. Do lưu lượng đỉnh lũ và hồ chứa Thất Nguyệt Câu, một hồ chứa nhỏ có dung tích chứa 6,78 triệu mét khối, đạt tổng cộng 1.848 mét khối mỗi giây, vượt xa tiêu chuẩn lũ kiểm tra 300 năm của hồ chứa là 537 mét khối mỗi giây, dẫn đến việc hồ chứa nhanh chóng bị tràn và một số đập bị vỡ gây ra lũ lụt. Theo thống kê, trận lũ đã khiến tổng cộng 25.000 người ở huyện Nghĩa Ô, huyện Nghĩa Châu, thành phố Hami, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương và 8 trung đoàn của Sư đoàn 13 thuộc Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương bị ảnh hưởng. 32 người thiệt mạng và hơn 6.000 người phải di rời khẩn cấp. Đập bị sập và hơn 7.600 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 7.900 ha, trong đó 1.800 ha bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,11 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt lớn ở Nam Trung Quốc. Từ một tuần nay, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác tiếp tục hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa từ 300 đến 500 mm, San Vị, Yết Dương, Huệ Châu, Chu Hải và các nơi khác là 600 đến 900 mm. Khu vực địa phương Huệ Châu, Huệ Đông và San Vị, Lộc Hà là 1.086 đến 1.393 mm. Trong đó, ngày hôm kia, 8 thành phố gồm Chu Hải, Trung Sơn, Giang Môn, Thâm Quyến, Đông Quan, Huệ Châu, Sán Vệ và Yết Dương ở Quảng Đông có mưa lớn từ 250 đến 492 mm. Ngày hôm qua, 5 thành phố ở Quảng Đông, Yết Dương, Sán Đầu, Sán Vĩ, Huệ Châu và Hà Nguyên lại xảy ra mưa bão lớn từ 250 đến 600 mm. Các khu vực địa phương Huệ Châu và Huệ Đông đạt 727 đến 1.034 mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa hàng ngày ở Quảng Đông và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê, trận mưa lớn gây ra lũ lụt đã ảnh hưởng đến 2,163 triệu người tại 79 quận huyện trong 28 thành phố thuộc 3 tỉnh và khu tự trị của Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây. 24 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 132.000 người di rời khẩn cấp, 74.000 người cần hỗ trợ y tế và đời sống, hơn 1.100 ngôi nhà bị sập, hơn 2.600 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 85.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 4,5.000 ha bị mất trắng, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 6,63 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Quảng Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lũ lụt ở Vân Nam. Cũng từ mấy ngày qua, một số khu vực của tỉnh Vân Nam gặp phải mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh, gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác. Trong đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, một trận lở đất xảy ra tại thị trấn Thông Quan, huyện Mộ Giang, thành phố Pure, khiến 8 người thiệt mạng. Rạng sáng ngày hôm nay tại thị trấn Mạnh Đồng, huyện Malipo, Văn Sơn, dân tộc Trang và huyện tự trị Miêu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 10 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Thông tin liên lạc và điện ở thị trấn Mạnh Đồng bị gián đoạn, nhiều con đường bị sập. Theo thống kê, trận lở đất đã ảnh hưởng đến 220.000 người ở 51 quận trong 14 thành phố và quận tự trị bao gồm Văn Sơn, Phổ Nhĩ và Lâm Cang, 20 người thiệt mạng, 12 người mất tích và hơn 2.100 người phải di rời khẩn cấp, hơn 400 ngôi nhà bị sập, 10.000 trang trại bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 13,7 nghìn ha, trong đó 3,5 nghìn ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,47 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất 5,9 độ Richter ở Mặc Giang, tỉnh Vân Nam.
vào lúc 10 giờ 31 phút hôm thứ Tư tuần trước tại huyện Mặc Giang, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, tại tọa độ 23,28 độ Vĩ Bắc, 101,53 độ Kinh Đông, đã xảy ra một trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 11 km. Theo thống kê, trận động đất đã ảnh hưởng đến 113.000 người ở 7 quận Phổ Nhĩ và Ngọc Hy. 28 người bị thương và 16.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập và 34.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,29 tỷ nhân dân tệ. Vỡ đập ở hồ chắn sông Kim Sa ở biên giới giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng. Vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Hai, một vụ lở đất đã xảy ra tại ngã ba của huyện Giang Đại, huyện Cam Đô, khu tự trị Tây Tạng và huyện Bạch Vũ, khu tự trị Tây Tạng Gaje, tỉnh Tứ Xuyên, khiến sông Kim Sa ngừng chảy và tạo thành hồ chứa nước. Theo thống kê, trận lở đất đã ảnh hưởng đến 46.000 người tại 16 quận của 3 tỉnh và khu tự trị Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam. 41.000 người phải di rời khẩn cấp. Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày thứ Ba, một vụ lở đất khác đã xảy ra tại địa điểm sạt lở đất ban đầu ở làng Bạch Mã, thị trấn Pulu, huyện Giang Đại, thành phố Trường Đô, khu tự trị Tây Tạng, khiến sông Kim Sa ngừng chảy và tạo thành hồ chứa nước. Theo thống kê, trận lở đất cũng đã ảnh hưởng đến 102.000 người ở 3 tỉnh và khu tự trị Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam, 86.000 người phải di rời khẩn cấp. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!